Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, Quyển 17. Phẩm Phạm Hạnh thứ 16. Phạm hạnh là gì? Chân cảnh là phạm, trí huệ là hạnh. Hoặc niết bàn là phạm, tu nhân là hạnh. Tóm lại, phạm hạnh tức là thanh tịnh hạnh. Vì ở trước đã có phẩm tịnh hạnh, cho nên phẩm này gọi là phẩm phạm hạnh. Phạm hạnh dùng gì làm thể? Dùng giới, tứ đẳng, huệ, ba thứ làm thể. Giới hay ngừa ác phòng quấy. Tứ đẳng tức là từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng. Huệ tức là trí huệ bát nhã. Đây là hạnh thanh tịnh tu tập của Bồ Tát. Làm thế nào mới có thể tu tập? Kinh văn ở dưới sẽ giải thích rõ ràng. Phẩm này thuộc về phẩm thứ 16 của Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm Phạm Hạnh thứ 16. Bấy giờ, Thiên Tử chánh niệm bạch Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử, các chúng Bồ Tát trong tất cả thế giới nương sự chỉ dạy của Như Lai, nhuộm y xuất gia. Làm thế nào để đắc được phạm hạnh thanh tịnh? Từ bậc Bồ Tát mà chứng đắc đạo Bồ Đề vô thượng. Bồ Tát Pháp Huệ nói xong phẩm thập trụ rồi, bây giờ nói phẩm phạm hạnh. Có vị thiên tử chánh niệm rất cung kính, quỳ xuống chắp tay hướng về Bồ Tát Pháp Huệ nói: Đại đệ tử của Phật, trong tất cả thế giới hết thảy Bồ Tát phát tâm hành đạo Bồ Tát, các ngài đều y chiếu theo pháp môn của Như Lai giáo hóa, mặc y hoại sắc, y của người xuất gia. Làm thế nào để đắc được pháp tịnh? Tất cả đều thanh tịnh, cho nên gọi là phạm hạnh. Nếu có hành vi chẳng thanh tịnh thì đó chẳng phải là phạm hạnh. Bất tịnh có 5 thứ. 1. Hạt giống bất tịnh. Thân thể của chúng ta là do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà thành, cho nên nói hạt giống chẳng thanh tịnh. 2. Chỗ ở bất tịnh. Ở trong bụng của người mẹ, trong bào thai đều là máu huyết, cho nên nói chỗ ở bất tịnh. 3. Thân chẳng thanh tịnh. Thân thể của mình là do 36 thứ hình thành, tức cũng là do đất nước gió lửa hình thành, cho nên nói thân thể bất tịnh. 4. Ngoại tướng bất tịnh. Chín lỗ trong thân thể của chúng ta luôn chảy ra đồ bất tịnh. Hai mắt thì chảy gan, nước mắt. Hai tay thì có cứt ráy. Hai mũi thì chảy mũi. Miệng thì có đàm, nước bọt. Đại tiểu tiện chảy ra phân nước tiểu, cho nên nói ngoại tướng bất tịnh. 5. Cứu kính bất tịnh. Sau khi người chết rồi, thân thể sình lên, sinh trùng, máu chảy, cuối cùng biến thành bộ xương khô, cho nên nói cứu kính bất tịnh. Đây là hiện tượng 5 thứ bất tịnh. Thân thể của chúng ta là túi da hôi thối, chẳng có chỗ nào đáng ưa, cho nên người tu đạo phải luôn tu quán bất tịnh, tức cũng là quán xương trắng, như thế mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Đó là thân, thân nghiệp, lời, lời nghiệp, ý, ý nghiệp, Phật, Pháp, Tăng, giới. Nên quán như vậy, thân là phạm hạnh chăng? Cho đến giới là phạm hạnh chăng?
Bồ Tát nên dùng 10 pháp để quán, chú ý để nghiên cứu. Nghiên cứu gì là phạm hạnh? Nói về 10 pháp, đó là 1. Thân. Thân có phải là phạm hạnh chăng? 2. Thân nghiệp. Nghiệp do thân tạo ra có phải là phạm hạnh chăng? Nếu thân thể là phạm hạnh, nhưng thân thể là vật bất tịnh, sao có thể cho là phạm hạnh? Vấn đề này phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Chúng ta chấp trước thân thể, thương tiếc thân thể. Có người mắng một câu thì chịu chẳng được, có người đánh một cái thì càng chịu chẳng được. Nếu là phạm hạnh thì sao lại thọ chẳng được? Sao lại nổi giận? Sao lại bị cảnh giới chuyển? Cho nên quán thân chẳng phải là phạm hạnh. Thân chẳng phải là phạm hạnh thì nghiệp do thân tạo ra cũng chẳng phải là phạm hạnh. Nghiệp có ba thứ: thiện, ác, chẳng thiện, chẳng ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác đều chẳng thanh tịnh, cũng chẳng phải phạm hạnh. 3. Lời. Lời nói là phạm hạnh chăng? Lời nói cũng chẳng phải là phạm hạnh. 4. Lời nghiệp. Ngôn ngữ tạo ra nghiệp là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải là phạm hạnh. Tại sao? Vì miệng hay nói ra lời dối trá, thêu dệt, chửi mắng và hai chiều, đủ thứ lời bất tịnh. 5. Ý. Ý niệm là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải phạm hạnh. 6. Ý nghiệp. Ý niệm tạo ra nghiệp là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải phạm hạnh. 7. Phật. Phật là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. 8. Pháp. Pháp là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. 9. Tăng. Tăng là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. 10. Giới. Giới là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. Bồ Tát nên tác ý quán sát như thế. Tác ý tức là chú ý. Bậc A-la-hán muốn biết việc tiền nhân hậu quả, phải ở trong định quán sát mới biết rõ nhân quả. Bồ Tát Bát Địa trở lên không cần tác ý quán sát thì lập tức thấu rõ. Nên quán sát như vậy, thân là phạm hạnh chăng, cho đến giới là phạm hạnh chăng? Những vấn đề này trong kinh văn sẽ có giải đáp. Nếu thân là phạm hạnh thì nên biết phạm hạnh tức chẳng phải thiện, tức chẳng phải pháp, tức là hỗn đục, tức là hôi hám, tức là bất tịnh, tức đáng nhàm, tức là trái ngược, tức là tạp nhiễm, tức là tử thi, tức là trùng tích tụ. Nếu như nói thân là phạm hạnh, vậy nên biết phạm hạnh. 1. Tức là chẳng thiện. Thân thì chẳng thanh tịnh cho nên chẳng thiện. Phạm hạnh là thanh tịnh cho nên là thiện. Nếu nói phạm hạnh là thân, vậy phạm hạnh tức là chẳng thiện. 2. Tức là phi pháp. Thân thể có lúc làm những chuyện chẳng hợp pháp. Nếu phạm hạnh là thân thì phạm hạnh cũng là phi pháp. 3. Tức là hỗn đục. Thân thể là vật hỗn đục bất tịnh, phạm hạnh thì thanh tịnh chẳng dơ, cho nên nói thân chẳng phải là phạm hạnh, phạm hạnh cũng chẳng phải thân. 4. Tức là hôi hám. Thân thể là vật hôi hám, nếu phạm hạnh là thân thể thì phạm hạnh biến thành hôi hám. 5. Tức là bất tịnh. Thân thể là bất tịnh, chính lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh. Nếu phạm hạnh là thân thể, vậy phạm hạnh biến thành chẳng thanh tịnh. Chúng ta nên quán năm thứ bất tịnh. Trong Đại Trí Độ Luận có năm bài kệ hình dung năm thứ bất tịnh. A. Kệ hạt giống bất tịnh. Thị thân chủng bất tịnh, phi dư diệu bảo vật. Bất do bạch tịnh sinh, đáng tùng uế đạo xuất. Vì thân thể là do khi cha mẹ giao cấu thì có nhân duyên nghiệp, có quả báo thức mà đi thọ thai, trở thành thân thể.
Cho nên hạt giống là vật bất tịnh, chứ chẳng phải là báo vật tốt lành thành tựu, mà là do tinh cha quyết mẹ mà thành tựu. Nó chẳng phải từ nơi thanh tịnh sinh ra, mà là từ âm căn của người mẹ sinh ra. Cho nên nói hạt giống chẳng thanh tịnh. B. Kệ chỗ ở bất tịnh. Thị thân di uế sú, bất tùng hoa khai sinh, diệt bất tùng diêm bạc, hữu bất xuất bảo sơn. Thân thể này là do máu thịt mà thành, vừa bẩn vừa hôi, lại chẳng thanh tịnh. Thai nhi ở trong bụng mẹ, ở dưới sinh tạng, trên nhiệt tạng là nơi rất bẩn thỉu, chẳng phải từ hoa sen sinh ra. Do đó, hoa nở thấy Phật, tức chẳng phải từ hương diêm bạc sinh ra, cũng chẳng phải từ núi báo sinh ra, cho nên nói chỗ ở bất tịnh. C. Bài kệ thân thể bất tịnh. Địa thủy hỏa phong chất, năng biến thành bất tịnh, khuynh hải lưu thử thân, bất năng khiến hương khiết. Thân thể này do đất nước lửa gió, bốn đại vật chất hòa hợp mà thành, hay biến thành vật chẳng thanh tịnh. Dù có dùng nước biển để tắm rửa thân thể hôi hám này, khiến cho nước biển khô cạn hết, cũng không thể rửa sạch được, khiến cho thơm tho thanh khiết. D. Bài kệ ngoại tướng bất tịnh. Chủng chủng bất tịnh vật, sung mãn ư thân trung, thường lưu xuất bất dĩ, như lậu nan thạch vật. Trong thân thể có đủ thứ vật hôi bất tịnh đầy dẫy khắp thân thể, chính lỗ thường chảy ra vật bất tịnh không ngừng. Thân thể giống như cái túi có lỗ chứa đầy máu mủ các thứ, luôn luôn chảy ra. E. Bài kệ cứu kính bất tịnh. Thẩm đế quán thử thân, tất quy ư tự xứ, nan ngự vô phản phục, bội ân như tiểu nhi. Phải suy ngẫm tỉ mỉ để quán sát thân thể này. Nó tương lai nhất định sẽ chết, chẳng có cách gì khống chế được nó không chết. Bất cứ chiếu cố thân thể như thế nào, đến lúc nó sẽ vong ân bội nghĩa, sẽ bỏ đi, giống như trẻ con, chẳng có cảm tình và đạo nghĩa. 6. Tức là đáng nhàm. Thân thể là vật đáng nhàm chán, khiến cho người chẳng hoan hỷ. Nếu nói thân là phạm hạnh, thì đó chẳng phải phạm hạnh khiến cho người nhàm chán chăng? Chẳng phải. Phạm hạnh là khiến cho người hoan hỷ, cho nên nói thân thể chẳng phải là phạm hạnh. 7. Tức là trái ngược. Thân thể luôn luôn làm ra việc trái ngược với tâm ý, giống như tâm chẳng muốn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nhưng thân thể cứ muốn đi làm, chẳng nghe sự chỉ huy và chi phối của tâm. Đây tức là hành vi trái ngược. Phạm hạnh chẳng phải như vậy, mà là thuận tình hợp lý đi làm việc. Cho nên phạm hạnh tuyệt đối chẳng phải thân thể. 8. Tức là tạp nhiễm. Vì thân là do bốn đại làm thành, cho nên tạp nhiễm. Song phạm hạnh chẳng phải tạp nhiễm, mà là thanh tịnh, cho nên thân thể chẳng phải là phạm hạnh. 9. Tức là tử thi. Vì thân thể tương lai sẽ chết, tử thi là vật mà người chẳng hoan hỷ, còn phạm hạnh thì khiến cho người hoan hỷ, cho nên phạm hạnh chẳng phải là thân thể. Nếu như nói thân là phạm hạnh, vậy phạm hạnh chẳng phải là tử thi chăng? Chẳng phải, phạm hạnh là thanh tịnh. 10. Tức là trùng tích tụ. Thân thể này do nhiều di trùng tích tụ lại với nhau mà thành. Thân người chúng ta là trùng lớn, ở trong thân thể có ngàn vạn ức trùng nhỏ tổ chức thành một đoàn thể cùng nhau sinh sống. Trong luận Đại Sa Ba có nói, trong thân người toàn là trùng tích tụ, đầu trùng ở trong ăn đồ có người ăn, đuôi trùng ở ngoài biện tác nhân phản. Chúng ta uống nước ăn cơm, tức là trùng lớn thế trùng nhỏ làm việc. Ngàn vạn ức trùng nhỏ ngồi hưởng, chẳng phí sức lực. Ăn xong rồi rất là tiêu dao,
rất là tự tại. Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải có nói, khi Phật thành đạo thì Ma Vương phái ba yêu nữ đến dưới cội Bồ Đề để phá đạo nghiệp của Phật. Bèn nói với Phật rằng, chúng tôi là mỹ nữ ở trên trời, này hiến thân cho Ngài, hầu hạ Ngài, nguyện vì Ngài phục vụ những gì Ngài cần. Phật ngồi yên tĩnh tọa, chẳng nói gì, thân tâm chẳng động, mà phóng ra luồng hào quang trắng chiếu soi ma nữ. Lúc đó, ba con ma nữ tự quán thân mình, hôi hám vô cùng. Chính lỗ chảy ra những thứ dơ bẩn thối tha. Thấy trong bụng mình ruột già ruột non, sinh tạng nhiệt tạng. Thực vật chẳng tiêu hóa là sinh tạng, thực vật tiêu hóa là nhiệt tạng. Có rất nhiều trùng nhỏ du hí ở trong ruột già ruột non, dù tới dù lùi rất tự tại. Ba con yêu nữ thấy vậy rồi bèn nhàm chán và bỏ đi. Nếu thân nghiệp là phạm hạnh thì phạm hạnh tức là đi đứng nằm ngồi, nhìn ngó phải trái, co duỗi cúi ngước. Nếu như nói nghiệp do thân làm là phạm hạnh thì thân có nghiệp đi đứng nằm ngồi, đương nhiên phạm hạnh tức là đi đứng nằm ngồi. Song phạm hạnh chẳng phải như thế. Thân có thể nhìn trái phải, xem trước ngó sau, duỗi ra co vào, nhìn lên cúi xuống, những động tác đó đều là nghiệp thân tạo ra. Nếu thân nghiệp là phạm hạnh thì phạm hạnh cũng là nhìn trái phải, co duỗi, ngước cúi. Song phạm hạnh chẳng phải như thế, chẳng có động tác đó. Có thể thấy thân nghiệp chẳng phải là phạm hạnh. Nếu lời nói là phạm hạnh thì phạm hạnh tức là âm thanh, gió thở, môi lưỡi, họng mép, nhả ra nuốt vào, đè nén buông ra, cao thấp, trong đục. Nếu như nói lời nói là phạm hạnh, vậy thì phạm hạnh tức là lời nói, gió thở. Song phạm hạnh chẳng phải âm thanh, cũng chẳng phải gió thở, vì lời nói là dùng môi lưỡi, họng mép, khí quản để phát ra lời nói, mà phạm hạnh chẳng phải tình hình như vậy. Lời nói có nhả ra nuốt vào, đè nén buông thả, song phạm hạnh chẳng phải như vậy. Lời nói có tiếng cao, có tiếng thấp, có âm thanh trong trẻo, có âm thanh hỗn đục, cho nên lời nói chẳng phải là phạm hạnh. Nếu lời nghiệp là phạm hạnh thì phạm hạnh tức là thưa chào hỏi thăm, nói ban đầu, lượt nói rộng, nói ví dụ, nói thẳng, nói khen, nói chê, nói an lập, nói tùy tục, nói hiển rõ. Nếu như nói nghiệp lời nói là phạm hạnh, vậy thì phạm hạnh tức là thưa chào hỏi thăm. Song phạm hạnh chẳng phải thưa chào hỏi thăm, cho nên nói nghiệp lời nói chẳng phải là phạm hạnh. Hoặc nói ban đầu lượt, hoặc nói rộng, hoặc nói ví dụ, hoặc nói trực tiếp, hoặc nói khen ngợi, hoặc nói chê bai, hoặc nói an lập, hoặc nói tùy tục, hoặc nói hiển rõ. Những nghiệp lời nói này đều chẳng phải là phạm hạnh. Nếu nói nghiệp lời là phạm hạnh thì những điều vừa nói đều biến thành phạm hạnh, song chẳng phải. Cho nên nghiệp lời chẳng phải phạm hạnh. Nếu ý là phạm hạnh thì phạm hạnh tức là giác, là quán, là phân biệt, là đủ thứ phân biệt, là nghĩ nhớ, là đủ thứ nghĩ nhớ, là suy gẫm, là đủ thứ suy gẫm, là huyễn thuật, là ngủ mộng. Nếu như nói ý là phạm hạnh, vậy thì phạm hạnh tức là giác, là quán xem. Song phạm hạnh chẳng có giác và quán xem, cho nên ý chẳng phải là phạm hạnh. Ý thức khéo phân biệt là đủ thứ phân biệt, mà phạm hạnh chẳng có phân biệt. Ý thức có sự nghĩ nhớ quá khứ là nghĩ nhớ đủ thứ, mà phạm hạnh chẳng có nghĩ nhớ. Ý thức là suy gẫm đủ thứ, mà phạm hạnh chẳng có suy gẫm. Ý là huyễn thuật, ý là ngủ mộng, mà phạm hạnh chẳng có huyễn thuật và ngủ mộng. Nếu nói ý là phạm hạnh, vậy thì những điều này chẳng phải đã biến thành phạm hạnh hay chăng? Song chẳng phải, cho nên phạm hạnh chẳng phải là ý.
Nếu ý nghiệp là phạm hạnh, thì nên biết phạm hạnh tức là tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ vui, lo mừng. Nếu như nói nghiệp của ý tạo ra là phạm hạnh, thì phạm hạnh tức là tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ vui, lo mừng. Song chẳng phải. Vì ý hay cảm giác được sự phân biệt tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ vui, lo mừng. Nếu nói ý nghiệp là phạm hạnh, vậy thì những điều này biến thành phạm hạnh chăng? Song chẳng phải. Nếu Phật là phạm hạnh, thì sắc là Phật chăng? Thọ là Phật chăng? Tưởng là Phật chăng? Hành là Phật chăng? Thức là Phật chăng? Tướng là Phật chăng? Tốt là Phật chăng? Thần thông là Phật chăng? Nghiệp hành là Phật chăng? Quả báo là Phật chăng? Nếu như nói Phật là phạm hạnh, vậy thì sắc uẩn là Phật chăng? Thọ uẩn là Phật chăng? Tưởng uẩn là Phật chăng? Hành uẩn là Phật chăng? Năm uẩn này là hư vọng, đều là không, đều chẳng phải Phật. Vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, có phải là Phật chăng? Chẳng phải. Vì Phật là vô tướng, cho nên chẳng phải là phạm hạnh. Có thần thông là Phật chăng? Có nghiệp hành là Phật chăng? Có quả báo là Phật chăng? Đều chẳng phải. Nếu nói Phật là phạm hạnh thì chẳng phải. Nếu Pháp là phạm hạnh thì vắng lặng là Pháp chăng? Niết bàn là Pháp chăng? Không sinh là Pháp chăng? Không khởi là Pháp chăng? Không thể nói là Pháp chăng? Không phân biệt là Pháp chăng? Không chỗ hành là Pháp chăng? Không hợp tập là Pháp chăng? Không tùy thuận là Pháp chăng? Không chỗ đắc là Pháp chăng? Nếu như nói Pháp là phạm hạnh, song Pháp là vắng lặng chẳng động, cho nên Pháp chẳng phải là phạm hạnh. Phạm hạnh là tu hành mà thành, Pháp vốn là vắng lặng. Niết bàn cũng là Pháp. Tùy do tu hành mà đắc được niết bàn, song niết bàn chẳng tu hành. Phạm hạnh là tu hành thanh tịnh mà thành phạm hạnh, cho nên niết bàn là Pháp chứ chẳng phải phạm hạnh. Pháp là không sinh, tùy không sinh nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Pháp là không sinh, chẳng có thể tánh. Phạm hạnh phải tu hành mới có được phạm hạnh thanh tịnh. Không thể nói cũng là Pháp. Tùy không thể nói nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Không phân biệt cũng là Pháp. Tùy không phân biệt nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Pháp tuy lìa phân biệt, chẳng có chỗ hành. Không chỗ hành cũng là Pháp, nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Không tập hợp cũng là Pháp, vì Pháp là vốn có, không cần hòa hợp mà thành, không cần tạo tác. Song chẳng phải phạm hạnh. Pháp thì chẳng tùy thuận tất cả cảnh giới, cho nên không tùy thuận là Pháp, nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Pháp vốn không chỗ đắc, nhưng không chỗ đắc chẳng phải là phạm hạnh. Có nhiều lý do vừa nói ở trên chứng minh Pháp chẳng phải là phạm hạnh. Nhận rằng Pháp là phạm hạnh, đây là chẳng thành lập. Vì tám vạn bốn ngàn pháp môn đều chẳng phải là phạm hạnh. Tại sao phải nói như vậy? Vì dạy bạn đừng chấp trước. Đừng chấp trước phạm hạnh. Có Phật, có Pháp, có Tăng. Hành sở vô sự. Tu hành đừng có sự chấp trước. Nếu chẳng có sự chấp trước thì sẽ chứng được thật tướng. Do đó, chứng đắc thật tướng vô nhân pháp, diệt khử a tỳ chư nghiệp tội. Thật tu đến trình độ không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, thì người cũng không, pháp cũng không. Tự tánh liễu liễu sẽ chứng được thật tướng lý thể. Tội nghiệp vô gián nhiều như số cát sông Hằng, bèn lập tức tiêu diệt. Nếu chẳng có chấp trước thì tất cả pháp hữu vi và pháp vô vi đều tồn tại. Phá được chấp trước thì tất cả đều không. Cảnh giới này như người uống nước,
nóng lạnh tự biết. Đây là chứng được thật tướng lý thể, đắc được thọ dụng chân chính. Pháp có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, song môn nào cũng đều là số 1. Tại sao phải nói như vậy? Vì Phật đã từng nói, pháp thì bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp hợp cơ với ai thì là số 1, chẳng hợp với căn cơ thì phải chăng là số 2? Cũng chẳng phải. Chẳng hợp với căn cơ bạn, nhưng hợp với căn cơ của tôi. Chẳng hợp với căn cơ của tôi mà hợp với căn cơ người khác. Bạn, tôi và họ đều có căn cơ khác nhau. Hợp cơ là số 1, chẳng hợp cơ là bình đẳng. Chẳng cao, chẳng thấp, chẳng hơn, chẳng kém. Tất nhiên, như vậy thì mọi người đừng ở nơi pháp sinh ra phân biệt, tự tìm phiền não. Do đó, phân biệt danh tướng chẳng biết nghĩ, vào biển đếm cát chỉ tự khốn. Phân biệt pháp này, phân biệt pháp kia, phân biệt tất cả danh tướng chẳng khi nào xong. Trong một đời phân biệt danh tướng cũng phân biệt chẳng rõ ràng. Giống như xuống đáy biển đếm từng hạt cát thử xem có bao nhiêu, diễn diễn cũng đếm chẳng được. Vậy phải làm thế nào? Phải chọn pháp môn tương ưng. Pháp môn nào mà mình hoan hỷ thì y theo pháp mà tu hành, tương lai sẽ có sở thành tựu. Nếu như nghiên cứu bộ kinh này là thật, bộ kinh kia là giả, nghiên cứu mấy mươi năm, khi đến lúc chết vẫn chẳng biết được rõ ràng. Do vậy cho nên phải lựa chọn một pháp môn, chuyên tâm tu hành thì có thể sẽ thành tựu đạo nghiệp. Khi Phật còn ở đời thì có vị đệ tử ngu si nhất, tên là Chu Lợi Bàn Đà Gia. Anh ta rất ngu si, bất cứ dạy anh ta pháp gì anh ta cũng đều quên. Phật thương xót anh ta, chỉ dạy anh ta một pháp, dạy anh ta niệm chổi quét, 2 chữ. Anh ta hàng ngày quét đất, trong miệng niệm chổi quét, niệm tới niệm lui, cuối cùng khai ngộ chứng quả A La Hán. Khai ngộ như thế nào? Một ngày nọ anh ta đang quét đất, tâm nghĩ quét đi rác đến bên ngoài thì cũng phải quét đi rác đến trong tâm, tức cũng là bụi bặm tham sân si chẳng thanh tịnh. Từ công án này nhìn lại thì pháp chẳng định pháp, hợp căn cơ là pháp hay. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói, pháp vốn chẳng đốn tiệm, mê ngộ có mau chậm. Pháp chẳng có phân biệt đốn, nghĩa là mau. Chẳng có phân biệt tiệm, nghĩa là chậm. Mê hoặc và khai ngộ có sớm, có muộn. Do đây đủ thấy, pháp giống như chìa khóa, dùng để mở ổ khóa. Nếu đã mở được ổ khóa rồi, thì chìa khóa nên buông bỏ. Nếu chẳng buông bỏ, tức là chấp trước. Do đó, qua sông rồi chẳng cần thuyền nữa. Đã đến được bờ sông bên kia thì không cần vác thuyền đi nữa, phải bỏ thuyền ở trên bờ. Đây mới là tự tại, mới được giải thoát. Tu hành thì phải phá chấp trước. Nếu vẫn còn chấp cái ta, chấp người, chấp pháp thì chẳng được giải thoát. Nếu tăng là phạm hạnh thì hướng dự lưu là tăng, quả dự lưu là tăng, hướng nhất lai là tăng, quả nhất lai là tăng, hướng bất hoàng là tăng, quả bất hoàng là tăng, hướng A-la-hán là tăng, quả A-la-hán là tăng, tam minh là tăng, lục thông là tăng. Nếu như nói tăng là phạm hạnh, vậy thì một, hướng dự lưu là tăng chăng? Chẳng phải tăng, vì tăng phải có 4 vị trở lên mới gọi là tăng, do đó chúng là tăng. Vậy phạm hạnh chẳng phải là tăng. Dự lưu là sơ quả A-la-hán, tiếng Phạn là tu đà hoàng, lại dịch là nhập lưu. Nhập vào dòng pháp tánh thánh nhân, ngược dòng lục trần phàm phu. Chẳng nhập vào sắc thinh hương vị xúc pháp. Chưa đoạn sạch tam giới kiến hoặc là hướng, tức là thú hướng nhân vị tu đà hoàng. Kiến hoặc là gì?
tức là đối cảnh khởi tham ái. Đối trước cảnh giới sinh khởi tâm tham và tâm ái. Tham tức là chiếm làm của mình. Ví như mắt thấy sắc thì sinh tâm tham sắc trần. Tai nghe tiếng thì sinh tâm tham thinh trần. Mũi ngửi hương thì sinh tâm tham hương trần. Lưỡi nếm vị thì sinh tâm tham vị trần. Thân xúc giác thì sinh tâm tham xúc trần. Ý biết pháp thì sinh tâm tham pháp trần. Cảnh giới sáu căn đối với sáu trần bèn sinh ra tâm tham. Thấy vật nếu hoan hỷ thì sinh tâm ái. Mắt thấy sắc thì ái sắc trần. Tai nghe tiếng thì ái thinh trần. Mũi ngửi hương thì ái hương trần. Lưỡi nếm vị thì ái vị trần. Thân xúc giác thì ái xúc trần. Ý biết pháp thì ái pháp trần. Đây gọi là kiến hoạt. 2. Quả dự lưu là tăng chăng? Chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Dự lưu có thể nói là dự bị tham gia vào dòng thánh, có thể làm thánh nhân. Đoạn sạch tam giới 88 sự kiến hoạt là quả dự lưu. Chứng đắc kiến đạo vị, tức quả vị thấy đạo, và là hữu học vị. Vì là 88 sự. Vì chúng sinh tam giới, đối với sự lý bốn đế, tức khổ tập diệt đạo, chẳng thấu hiểu, cho nên mê hoặc phát sinh 10 sự. 10 sự phân làm hai loại. Một là lợi sự, tức là phiền não cấp tánh. Hai là độn sự, tức là phiền não mạng tánh. Lợi sử tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ, tà kiến. Độn sử tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạng, tâm nghi. Cộng lại là 10 hoặc, khiến cho chúng sinh lưu chuyển trong tam giới. Tại dục giới có 32 hoặc, khổ đế có 10 hoặc, tập đế có 7 hoặc, diệt đế có 7 hoặc, đạo đế có 8 hoặc. Tại sắc giới có 28 hoặc, khổ đế có 9 hoặc, tập đế có 6 hoặc, diệt đế có 6 hoặc, đạo đế có 7 hoặc. Tại vô sắc giới cũng có 28 hoặc, đồng với sắc giới. Lại có 16 tâm, tức là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, khổ loại nhẫn, khổ loại trí, tập pháp nhẫn, tập pháp trí, tập loại nhẫn, tập loại trí. Diệt pháp nhẫn, diệt pháp trí, diệt loại nhẫn, diệt loại trí. Đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí, đạo loại nhẫn, đạo loại trí. Đến 15 tâm thì gọi là hướng dự lưu. Đến 16 tâm thì gọi là quả dự lưu. Chứng được sơ quả thánh nhân thì đoạn trừ được 88 phẩm kiến hoặc. Đối với cảnh giới chẳng khởi tâm tham ái, song đối với phương diện lý luận vẫn chẳng rõ ràng. Sơ quả thánh nhân có định lực, chẳng bị cảnh giới làm lay động mà chuyển được cảnh giới. Do đó, người chuyển được cảnh giới, cảnh chẳng chuyển được người. Lúc này, mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe việc đời tâm chẳng hay. Đây tức là nhập vào dòng pháp tánh thánh nhân, nhưng phải thọ 7 lần sinh tử. 3. Hướng nhất lai là tăng chăng? Chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Nhất lai là nhị quả A-la-hán, tiếng Phạn là Tư Đà Hàm. Tức là một lần sinh về trời, một lần xuống nhân gian thọ sinh, đã đoạn được dục giới 6 phẩm tư hoặc trước. Sẽ đoạn 1 đến 5 phẩm là hướng nhất lai. Đã đoạn sạch 6 phẩm là quả nhất lai. Vì là tư hoặc, tức là mê lý khởi phân biệt. Đối với lý luận chẳng rõ ràng thì sinh ra tâm phân biệt. Nếu tâm nghĩ, họ chẳng có trí huệ, tôi có trí huệ. Họ không thể làm được việc, tôi sẽ làm được việc. Đây tức là đối với sự lý nhận thức chẳng rõ ràng mà vọng sinh phân biệt. 4. Quả nhất lai là tăng chăng? Chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Nhị quả là tu đạo vị,
còn là hữu học gì? Đã đoạn tư hoặc 6 phẩm. Tư hoặc có 81 phẩm, tam giới có 9 địa, mỗi địa có 9 phẩm tư hoặc. Tại dục giới có một địa, tên gọi là ngũ thú tạp cư địa, có 9 phẩm tư hoặc. Tại sắc giới có 4 địa, tên gọi là ly sinh hỷ lạc địa, định sinh hỷ lạc địa, ly sinh diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa, cộng lại có 36 phẩm tư hoặc. Tại vô sắc giới có 4 địa, tên gọi là không vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa, cộng có 36 phẩm tư hoặc. 5. Hướng bất hoàng là tăng chăng? Chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Bất hoàng là tam quả A-la-hán, tiếng Phạn là A-na-hàm, còn dịch là bất lai. Vì đã đoạn dục giới 3 phẩm tư hoặc sau, cho nên chẳng trở lại dục giới thọ sinh tử. Sẽ đoạn 7 phẩm đến 8 phẩm là hướng bất hoàng. Đã đoạn 9 phẩm là quả bất hoàng. 6. Quả bất hoàng là tăng chăng? Cũng chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Tam quả là tu đạo vị, còn là hữu học vị. Từ bậc nhị quả đến bậc tam quả là hướng bất hoàng. Khi đã chứng được bậc tam quả là quả bất hoàng, tam quả A-la-hán đã đoạn sạch 9 phẩm tư hoặc. 7. Hướng A-la-hán là tăng chăng? Cũng chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. A-la-hán là tiếng Phạn, có 3 ý nghĩa. 1. Sát tặc, giết hết tất cả tạc phiền não. 2. Bất sinh, tam quả vĩnh viễn đoạn sinh tử, đã chứng nhập hữu dư niết bàn, do đó không sinh không diệt. 3. Ứng cúng, xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường, sẽ đoạn 72 phẩm tư hoặc của 8 địa còn lại là hướng A-la-hán. Đã đoạn sạch 8 địa, 72 phẩm tư hoặc là A-la-hán. 8. A-la-hán là tăng chăng? Cũng chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Tứ quả là chứng đạo vị, còn là vô học vị, không cần học nữa. Đến đây chẳng thọ phần đoạn sinh tử, nhưng còn có biến dịch sinh tử. Sơ quả là kiến đạo vị. Đến đây không thể tin ý niệm của mình, vì định lực của mình chưa kiên cố. Nếu tin ý niệm của mình thì sẽ sai lầm, phải cẩn thận coi chừng. Khi nào chứng được tứ quả A-la-hán thì mới có thể tin ý niệm của mình. A-la-hán là quả vị của tỳ kheo, tỳ kheo là nhân, A-la-hán là quả. Tại nhân địa gọi là khất sĩ, tại quả địa gọi là ứng cúng. Tại nhân địa khất thực, trên thì khất pháp của chư Phật để nuôi dưỡng pháp thân, dưới thì khất thực nơi chúng sinh để nuôi dưỡng sắc thân. Tỳ kheo có 3 ý nghĩa. 1. Khất sĩ, sĩ khất thực. Ôm bát đi khất thực, thọ trời người cúng dường để dưỡng mạng sống. 2. Hai là bố ma. Khi tỳ kheo thọ giới cụ túc thì Đức Giới Hòa Thượng hỏi: ông phát tâm bồ đề chăng? Đáp: đã phát tâm bồ đề. Lại hỏi: ông có phải là đại trượng phu chăng? Đáp: là đại trượng phu. Lúc này tất cả dạ xoa cùng truyền báo cho nhau. Địa dạ xoa truyền báo cho không hành dạ xoa, không hành dạ xoa lại truyền báo cho thiên ma. Truyền báo gì? Truyền báo quyến thuộc của Phật tăng thêm một người, còn quyến thuộc của ma thì bớt đi một người. Ma vương nghe rồi thì hoảng hốt lo sợ, tâm nghĩ: sức lực của ta càng ngày càng suy yếu, sức lực của Phật càng ngày càng tăng thêm. Do đó phát sinh tâm sợ hãi, cho nên gọi là bố ma. 3. Phá ác, tức là phá ác phiền não,
giết tạc vô minh. Vô minh phiền não là gốc rễ làm hại pháp thân huệ mạng, cho nên phải phá ác. 9. Tam minh là tăng chăng? Cũng chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Tam minh tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh biết được tướng sinh tử đời quá khứ, lậu tận minh biết được tướng khổ đời hiện tại và có trí huệ đoạn tất cả phiền não. 10. Lục thông là tăng chăng? Cũng chẳng phải. Vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Thiên nhãn trông thấy được trên trời, nhân gian, địa ngục. Họ khởi tâm đồng niệm cũng đều thấy biết được. Thiên nhĩ thông nghe được thần trên trời, quỷ địa ngục, người thế gian nói chuyện, đều nghe được rất rõ ràng. Tha tâm thông biết được trong tâm của người khác suy nghĩ gì. Túc mạng thông biết được nhân duyên quả báo những kẻ khác trong vô lượng kiếp về trước. Thần túc thông hay toại tâm như ý, du hành thế giới biển quả vô cùng, ẩn hiện khó dò. Có cảnh giới thần thông như vậy không thể nghĩ bàn. Lậu tận thông hay đoạn tuyệt tất cả tập khí mau bệnh, vô minh phiền não, vọng tưởng dục niệm, chẳng có chấp trước, tức cũng là vô lậu. Vô lậu thì sẽ không đến tam giới để thọ sinh tử nữa.